Bonsai Đức Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh bonsai trên toàn quốc. Kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy tiếp tục chia sẻ tại hợp tác xã Thăng Long quý vị nhé. Và cùng anh Trần Hiệp sẽ chia sẻ và báo giá cho quý vị một số những cái tác phẩm cỡ lớn để quý vị tham khảo giá cũng như hợp nhãn với quý vị, thì quý vị sẽ liên lạc với anh Trần Hiệp để giao lưu sớm nhất quý vị nhé. Thì anh Hiệp ơi, em chào anh nhé. Và cái tác phẩm này là tác phẩm đầu tiên anh chọn lựa để gửi tới quý vị hả anh? Vâng, giới thiệu với anh em đây là một tác phẩm xanh quê nhé. Vâng. Đấy, phải nói rõ cái sau này anh em tôi sẽ thay một cái bệ khác. Bệ khác, nhưng bệ này là anh em nó vẫn làm nhưng mà nó chưa được có nhu cầu thay. Quý vị ở đây là một cây xanh quê nhưng mà một cây xanh quê quý. Và cái đường thân thì Bonsai Đức Huy cũng rất là ấn tượng. Quý vị ạ, cái đường thân quý vị cảm nhận cùng với anh em chúng tôi một cái đường sân quý này, xanh gì thì xanh nhưng mà miễn đẹp quý thì chúng ta đều trân trọng. Tác phẩm rất đẹp quý vị ạ. Đây là tác phẩm xanh quê cổ, cao 1m7 từ mặt chậu lên quý vị nhé. Cây này mình nói với anh em là cái bệ đá này nhé, chúng ta nhức khỏi là cái bệ đá nằm nguyên trong cây rồi. Vâng. Cây này chỉ là cái bệ này chỉ là ươm thôi. Vâng. À, nhưng không phải là đá ký vào cái chậu này đâu. Vâng. Nguyên một cây này nổi lên thành một bệ đá rất đẹp. Vâng. Tôi là những người đã làm những cái này. Đây là quý vị ơi, cảm nhận này. Cái góc máy này cảm nhận được đường thân cực kỳ khó. Đường kính của cái cây này là được 1,5m nằm trên đá này. Vâng. Nguyên nằm trên đá, hiếp cây nên là thả khối đá lên. Rồi, bo chọn khối đá rồi, đúng không? Vâng. Một cái cây có cái nét hóa đặc biệt quý vị ạ. Tàn là 1m9. Tàn 1m9 quý vị nhá, tàn ngang hả anh? Đây quý vị cảm nhận được cái đường thân. Bonsai Đức Huy phải nhấn mạnh là đây là cái tác phẩm quý quý vị nhá. Nếu quý vị nào không phân biệt xanh quê, xanh Nam Điền thì đây là một cây xanh quê quý. Xanh quê có những cái nét hóa rất là đặc biệt. Chỉ có cây già, cây cổ mới có những cái nét như vậy. Những cái nét kèo cột, những cái điểm hóa mà hiện nay cảm nhận là không nhận ra là cái dáng ban đầu các cụ làm là cái dáng gì nữa. Đấy là những cái nét hóa, tạo hóa. Quê mà hóa là khó lắm. Tạo hóa, thiên nhiên ban tặng cho những cái nét rất là đặc biệt. Thiên nhiên, thời gian. Cây tầm đại quý vị nhé. Cây này là tác phẩm xanh quê này, anh em đang báo là 350 triệu. 350 triệu anh. Vâng, 350 triệu một tác phẩm này. Cũng xứng đáng quý vị ạ. Xứng đáng với cái vẻ đẹp này thì cũng xứng đáng với cái số tiền các anh báo ra. Tiếp theo là tác phẩm Si. Cây si à? Cây si này, si búp hồng này anh em. Vâng, cây si bonsai nhỏ. Vừa chia sẻ mấy cây to thì kèm một cây này nữa. Cây si này có cái hoành chỗ này, mình sẽ đo trực tiếp cho anh em nha. Hoành chỗ cổ này chú ơi. 50. Vâng. Ok anh. Hoành chỗ cổ này 50. Tàn là đổ là 70. Vâng. Cây này anh em đang báo là 55 triệu. 55 triệu. Và một cây si đang trồng ở chậu quạt rất đẹp mọi quý vị nhé. Quá đẹp, 55 triệu. Đây là một có một đôi xanh Nam Điền nha chú nhé. Một đôi xanh trắng huyền này. Một đôi quý vị nhá, một đôi như này quý vị nhá. Đôi này gọi là đôi huyền được, mà đôi này gọi là đôi long thăng được, đang bay. Vâng. Để ở nhà tao quay đâu. Vâng. Long. Hai cây này kê đặt ở hai bên cửa anh nhỉ. Rất là đẹp. Như cúi chào khách ấy. Các cụ tạo tác là có ý nghĩa như vậy. Người càng khiêm tốn thì càng trở nên vĩ đại. Đấy, những tại sao mọi người hay kê những cây trực hoành hay là cây trực huyền ở hai bên cửa nó như vậy. Cái này là hoành này là cổ thân, cái này là 66 đi. Vâng. Cổ thân 66.
Vâng, ok anh. Chiều cao cây này thì cây trực kia thì chắc dưới 1 mét rồi. Tán nó 1m8. À, tán 1m8. Thế còn từ mặt chậu lên đến ngọn thì cây trực thì chỉ dưới 1 mét thôi quý vị nhé. Thế còn tán, mét à? Tròn mét hả? Cây này giao lưu với anh em là cặp này là 60 triệu. Một một cặp là 60 triệu. Một cặp hai cây. Thì anh sang một cây nữa đi. Quý vị xem một đôi luôn thể. Cây này như đôi kia giống nhau. Vâng. Đây một cây nữa quý vị nhé. Hai cây cái kích cỡ và cái chiều cao tương đương nhau. Một đôi này 60 triệu. Một đôi là 60 triệu. Anh em nào kết thì cứ lấy số điện của Trần Hiệp là 03999 03128. Số của anh là 03999 031. 28. Vâng ạ. Thì tiếp theo nữa là một cây xanh quê nữa. Đây là một cây xanh khá già quý vị ạ, già lắm. Và bóng tàn đã rất tự nhiên rồi, một cây hai thân nữa quý vị nhé. Chưa mà nếu mà anh em mà làm mà cứ bảo là cắn này là khó cắn súng đúng không? Dạ. Nhưng mà đi được hồi này, đấy lại vẫn vào trung tâm quả phúc vâng. Anh đó. Vâng. Do làm đúng không? Vâng. Thường anh em hay làm, có những người hay làm cái này hay tách ra làm hai tán. À. Nên đây người ta vẫn làm theo cái lối của miền Nam đấy đúng không? Lối kiểu dáng Mai Đình. À, quan trọng là khi mà khép tán ấy, hài hòa, tự nhiên và đẹp là cái cốt lõi là cái đẹp. Vâng. Cái nghệ thuật. Tôi đo cho anh em cái đường kính cái bệ này. Bệ là được 1 mét tròn này. Vâng. Bệ là được 1 mét tròn này. Một cây rất đẹp quý vị nhá. Quay mà là 130 cho cổ thân chú Huy này. Vâng ạ, 130. Hoành thân quý vị nhá. Cao là 1m6. Vâng, chiều cao 1m6. Tàn này tàn ngang bay thì rộng lắm. Tàn này là 3m. Ui 3m à anh. Quá khủng quý vị ạ. Một cây lưu với anh em là bằng 65 triệu. 65 triệu anh. Rất rẻ quý vị nhá, có 65 triệu thôi. Một cây hoàn thiện như này. Nhiều khi những cái gốc cũng đã tiền trăm tiền tỷ rồi. Là những cây hoàn thiện này. Chỉ việc chơi 65 triệu. Tiếp theo là một cây xanh Nam Điền đó quý vị nhé. Một tác phẩm cây xanh Nam Điền năm thân. Một cây làm bóng dáng cổ, một cây cổ. Cây năm thân. Đây cũng là một cái tác phẩm có những cái đường nét đặc biệt riêng. Một Nam Điền xịt anh em nhé. Nam Điền xịn, chắc chắn là vậy rồi. Và Sa Đức Huy sẽ đi vùng quanh cho quý vị cảm nhận rõ tác phẩm này. Một cây năm thân cho quý vị nhé. Da đã màu tím hết rồi quý vị. Tác phẩm này anh cho quý vị biết cái thông số anh nhỉ. Cây này là đường kính của bệ đây này, là được 1 mét này. Đường kính bệ 1 mét quý vị nhé. Đo hoành thân chỗ này được 180 này. Chiều cao 1m4 này. Vâng ạ. Tàn bay là 2m1 này. Dạ. Chú Huy đặt cho tác phẩm tên gì? À, tác phẩm này thì để tí anh em mình ngồi uống nước xong rồi thảo luận cái tên cho nó thích hợp. Một tờ cây năm thân rồi. Cây năm thân thì có rất nhiều những cái tên hay phải đặt. Cây đẹp mà. Cây dạ. Rất đẹp. Vâng. Vâng. Theo anh thì tên gì? Cây này thì theo tôi thì đặt tên là Ngũ Hổ Bình Liêu. Ngũ Hổ à? Ngũ Hổ Bình Liêu. Ngũ Hổ Bình Liêu. Vâng. Có nghĩa là năm vị tướng. Năm vị tướng.
cũng có hổ Bình Liêu, một cái tên chưa nghe thấy bao giờ, cũng mà nghe anh giải nghĩa thì cũng hay, hay và ý nghĩa. Em có thể tra Google hay là có ngay. Vâng. Đấy, nó dễ hơn. Thứ hai ngũ hổ Bình Liêu. Ngũ hổ Bình Liêu. Vâng. Về dưới thời của Bác Hồ Chủ tịch là nhiều những vị tướng xuất chúng. Vâng. Một tập thể với sự lãnh đạo của Đảng. Vâng. Đoàn kết, đại đoàn kết mới đến thành công. Vâng, tuyệt vời lắm. Ngũ hổ Bình Liêu. Ok anh. Hay đấy, biết đâu sau lại có cái tên nổi tiếng, một cái tác phẩm nổi tiếng trên thị trường, Ngũ Hiểu Hổ Bình Liêu nhỉ. Yeah. Anh một cây xanh bám đá anh nhỉ. Đây, một cây xanh bám đá dáng cây xanh điện hạt. Vâng. Bám đá nhá quý vị nhá. Các bạn nhìn này. Đây quý vị vừa rồi được Bosada Huy chia sẻ những cái tác phẩm bám đá đặc trưng của Linh Bình. Và hôm nay trở lại với hợp tác xã Thanh Long thì chứng kiến một cây xanh bám đá. Xanh bám đá thì phải rất là kỳ công quý vị nhá. Làm những cái xanh bám đá này không đơn giản một chút nào. Để mà đưa một cây lên đá và nó hợp mấy cái đá phát sinh trưởng, phát triển khỏe thì cả một quá trình lâu dài, bền lâu và phải kiên trì. Đây một cái xanh bám đá có đường thân nghệ thuật tại hợp tác xã. Quá đẹp. Và quý vị cảm nhận được cái nét cái nét rễ đã bò vào đá. Và hòn đá rất là tự nhiên quý vị nhé. Hòn đá tự nhiên rất đẹp. Có những cái hang hốc tự nhiên tạo chiều sâu cho tác phẩm. Và quý vị chiêm ngưỡng cái đường thân của tác phẩm. Này chiều cao là 2 mét từ mặt chậu lên. Vâng. Tán đổ là 2 mét rưỡi. Cái này bao tiền anh? Giá anh bao giá luôn. Cái này báo với anh là 185 triệu. 185 triệu. Góc máy này đẹp quá quý vị ạ. Góc máy này rất là đẹp. Quý vị nhìn thấy chiều sâu. À, nhìn được những cái nét đá thông tâm nữa. Đây cái đá này, những tác phẩm nghệ thuật đá này nó rất là đẳng cấp, hiếm khi trên thị trường. Vâng. Anh ấy còn bên này còn một cái tác phẩm này em cũng thấy là cây hoàn thiện khá lâu này. Cây này cũng là một cây hoàn thiện rất đẹp. Đây quý vị này. Cây hoàn thiện bóng tàn rất đẹp quý vị nhé. Một cây cũng ngồi đá nữa. Và cây hai thân. Và cái hệ thống bông tàn thì làm theo lối tự nhiên quý vị ạ. Một cây xanh quê quý vị nhé. Nhưng một cây xanh quê răm dày, lá tán đẹp. Tán rộng được 2m4 chú nhé. Vâng ạ. Cao từ dưới lên là được 1m7. Vâng. Cây này thì nằm nguyên trên một hòn đá. Đo cái đường kính này. Đo cái đường kính của thân thân đặc này là được 40, 43, 12 này. Cây này được hoành 101 này. Vâng. Còn bệ đá dưới này thì ra cái không nói gọi là dáng dáng bay đúng không? Vâng. Cây này to lắm. Cây này thì báo anh em là 55 triệu. 55 triệu. Cây này to lắm quý vị nhé. Nó hoàn thiện rồi. Chơi rồi. Ngồi đá rất đẹp rồi. 55 triệu. Đây một quý vị ơi, đây là một cái tác phẩm tiếp theo này. Cây này còn đẹp hơn những cái tác phẩm vừa rồi chia sẻ. Theo Sao Huy cảm nhận, một cây cây già. Quý vị có thể nhìn thấy một cái hệ thống bông tàn. Quý vị hình dung là bông tàn như một cái con rùa anh nhỉ? Vâng. Có phải không anh? Đúng rồi, một con rùa. Đây đầu rùa kìa, mình rùa kìa. Thần kim quy đấy phải không ạ? Vâng. Một vị thần kim quy. Đây là cái chậu to vĩ đại. Vâng. Đây là đo cái chậu. Chậu này. Chậu dài của chậu là 2m2 rồi. 2m2. Cũng là loại chậu to lắm rồi. Vâng. Cây này quá già quý vị ạ. Cây này già lắm. Chiều cao của cây là 2m9. À 1m9. 1m9. Già lắm quý vị nhỉ. Tàn là 3m rưỡi. Tàn ngang 3m rưỡi quý vị ạ.
này giao lưu với anh em là bằng 65 triệu. Ủa, 65 triệu thưa quý vị ơi. Đây, quý vị cảm nhận một cây xanh quê khủng như vậy và già như này có 65 triệu thôi, nhưng mà chắc chắn là lấy làm điền cây này nhé quý vị nhé. Nếu làm điền như này thì chắc chắn là phải tiền tỷ rồi. Thì chỉ kém mỗi có khác mỗi cái tên thôi, khác mỗi cái tên rồi mà chênh lệch giá ghê gớm. Nhưng còn hiện nay thì cây đã hoàn thiện lắm rồi, chỉ xanh quê thôi mà có giá như vậy, chứ làm điền cây này thì phải tiền tỷ. Một cái nét tạo hình thần kim quy quá đẹp. Quý vị nào thích yêu thích cái tác phẩm nào thì quý vị cứ liên lạc với anh Hiệp hợp tác xã Thăng Long. Anh có những cái ưu ái cho quý vị, những cái tác phẩm cỡ lớn này. Quý vị nào yêu thích thì anh vẫn bao ship toàn quốc cho quý vị. Chi phí bao nhiêu thì không cần biết, anh vẫn bao ship cho quý vị. Lại một tác phẩm bám đá nữa, quý vị ạ. Tác phẩm điền này đấy cũng được. Đây là cây điền hạt anh. Cây điền hạt quý vị nhé. Đây bám đá quý vị này. Dễ là như thế này. Riêng kín chậu anh em này là 1m7. Vâng. Kín chậu. 1m7. Chiều cao. 1m3. Vâng, chiều cao 1m3. 8m8. Dạ vâng. Giao lưu với anh em là 65 triệu. 65 triệu một tác phẩm ở nơi quý vị nhé. Anh ơi, anh chia sẻ lốt cái tùng này, cái tùng này đẹp này. À không, cái tùng anh em chốt rồi. À cái tùng anh em chốt rồi hả? Vâng. Cái tùng đẹp quá. Có khách mua rồi quý vị nhé. Cây mộc của anh hay cái gì anh? Cây mộc. Một cây mộc rất to quý vị ạ. Cái này thoát thân khoảng 1m. Thoát thân 1m quý vị ạ. Thế còn cao thì cây này là hoành là 44. Cao phải tầm trên 3m rồi. 44. Thoát thân là 4m1. À. Cao cái này là 3m8. Vâng, cao. Bóng tàn rất đẹp. Cao 3m8 quý vị nhé. Cây này giới thiệu với anh em, cây này là mộc Nhật Bản. À mộc Nhật Bản à. À, này mình nhập tùng về thì mình kèm một vài cờ hai cây rồi. À lại có mộc Nhật Bản. Cái này giao lưu với anh em là bằng 75 triệu. 75 triệu. Đây, thế, mình nhìn thế là mộc Nhật Bản cũng có mộc. Vâng, bên Nhật à, thế có à. Mộc. Vâng vâng. Các thế bạn à. Chắc là chưa biết mộc Mỹ đúng không? Nhưng mà Trần Hiệp đã nhập rồi. À. Nhưng mỗi tội là nó to như kiểu mình về thì nó mất nhiều tiền phí thôi. Vâng. Thế này mình kèm với tùng về đấy. Dạ vâng. Mình công về đấy, còn mình nhập okay, không về anh. Thì không có giá được. Đúng rồi. Bởi vì các bạn biết là tháng nào hợp tác xã cũng có những công tơ lơ tùng của Nhật Bản với tùng bonsai về. Vâng. Thì có những chuyến mình cũng phải cứ kèm cái nọ cái kia về. Vâng. Nó vẫn chuyến công của. Vâng. Đây là một cây đây là một cây xanh quê nữa, xanh đúng không? Cây này mang cái dáng tự nhiên đúng không? Vâng. Cây này thì bệ này cứ nhìn khủng khiếp à. Soi bệ cho anh em ngắm. Đây này là bà con chưa làm cỏ đâu. Đây này là bà con là chắc cũng đi kiếm ăn tiền tươi rồi. Cái bệ bệ hóa thạch hết rồi. Ừ, cao 2m à. Cao 2m. Tàn 2m4. Cây này giao lưu với anh em là bằng 35 triệu. 35 triệu một cây tác phẩm này quý vị nhé. Một cây đại này đi, anh chia sẻ lốt cái cây đại này cho quý vị. Bắt đầu đang bật lọc non này chú ơi. Vâng. Vâng. Đấy, bắt đầu nó rụng hết lá vàng, bắt đầu đến mùa xuân bắt đầu. Một cây cao 3 là thân. 2m. Cao 2m quý vị nhé. Tàn là 3m. Dạ vâng. Hoành chỗ này là 200 này. Vâng. Cây này giao lưu với anh em là bằng 55 triệu. 55 triệu một tác phẩm
Xanh, đây là xanh quê chứ hả? Xanh quê. Vâng. Xanh quê đá đẹp đấy. Cái xanh quê. Đây là, chúng nhìn cái lá bắt đầu có bật đồng ngon này. Quay vâng. Bắt đầu mới đang bật. Đang đâm lộc, đang đồng lộc. Vâng. 55 triệu. Rồi chúng mình cắt video đi, dài rồi. Bác Sa Đức Huy đến đây xin phép và tạm dừng video ở đây nhé, quý vị nhé. Bác Sa Đức Huy xin cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Bác Sa Đức Huy xin một lần nữa chào quý vị.